Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương G. Mình là Mika đây. Trong video ngày hôm nay mình sẽ tiến hành test game cái chiếc Redmi Note 13 Pro với con chip là Snapdragon 7S Gen 2 các bạn nhé. Ở đây thì các bạn có thể thấy được rằng là về mặt điểm số của nó sẽ kiểu xem so với Snapdragon 845, tức là một cái con chip flagship đã được ra mắt cách đây đâu đó là khoảng 5 năm các bạn à. Và các bạn lưu ý rằng là 7S Gen 2 nó chỉ bằng đâu đó là một nửa, hoặc thậm chí là chưa đến một nửa, 1/3 so với lại 7 Plus Gen 2 thôi. Đấy, và đây là về mặt điểm số chúng ta có thể thấy. Riêng về cái phần GPU chỉ khoảng là 117.000 điểm. Thì với điểm số này nó chỉ đủ để chơi được max setting những cái tựa game MOBA thôi. Và bây giờ mình sẽ cùng đi vào test một cái tựa game MOBA với mức độ họa là max setting phổ biến ở thời điểm hiện tại. Trước khi đi vào chi tiết video thì mình cũng xin cảm ơn Điện thoại Hay đã hỗ trợ cho mình chiếc máy này để thực hiện video. Mọi thông tin chi tiết các bạn cứ kích vào đường link phía bên dưới mô tả video để tham khảo nhé. Điện thoại Hay là một trong những đơn vị đang bán chiếc máy này với mức giá cực kỳ tốt, được tặng bảo hành VIP bao gồm nguồn màn hình vân tay trong vòng 12 tháng và có luôn cả phiên bản thấp tiền nhất là RAM 8GB, bộ nhớ trong 28GB cho những bạn nào quan tâm. Trước là nó chỉ có mỗi bản RAM 12GB thôi, giờ thì nó có đầy đủ từ bản RAM 8 đến RAM 12GB rồi. Đấy, để giúp cho chúng ta dễ dàng mua hơn. Ok, như vậy mình đã vào game rồi các bạn nhé. Để xem rằng là với hiệu suất của con chip Snapdragon 7S Gen 2 ở thời điểm hiện tại thì có đủ cân được tựa game Liên Minh Điện Thoại Max Setting hay không. Đối với lại Liên Quân thì nó là điều quá là dễ dàng rồi, nhưng mà Liên Minh nó lại là một cái chuyện khác các bạn nhé. Đấy, vừa mới vào drop cái này không hẳn là mượt lắm các bạn nhé. Đấy, mới vào drop 2-3 phát luôn. Mình phải công nhận một điều là mặc dù với một mức giá tầm khoảng 5 triệu thôi, nhưng mà rõ ràng là Xiaomi đã trang bị một cái màn hình cũng rất là chất lượng. Rất chất lượng các bạn nhé. Màu sắc tươi, độ sáng cực kỳ cao. Nói chung là khi mà trên tay cái chiếc Redmi Note 13 Pro này, mình thấy được cái sự chỉnh chu. Ui, căng ế. Ui, chưa kịp cộng ulti. Trời ơi, tiếc. Ấn cộng ulti mà không được. Không sao, mới vào thì echo hơi gọi là ít sát thương một tí, nhưng mà về sau tầm khoảng 3 đến 4 món đồ là dồn là hơi căng đấy. Không xem thường được đâu. Được cái là cái chiếc Redmi Note 13 Pro này sẽ vừa có loa kép và vừa có cả tai nghe luôn, jack tai nghe 3.5 luôn. Rất là tiện. Chưa kịp chạm cái con ECU lên một tí nữa rồi thiêu đốt là ok rồi. Drop xuống này, drop sau này. Hiệu năng của Snapdragon 7S Gen 2 thì nó sẽ xem so với Snapdragon 845 tí. Đấy. Nhưng mà con 845 bây giờ không ngon bằng so với lại 7S Gen 2 là cái chắc rồi. Thật ra nếu mà cần hiệu năng thì tầm này chúng ta sẽ có những cái con máy nó mạnh gấp đôi so với lại con Redmi Note 13 Pro này cơ.
Snapdragon 870 thì Dimensity 8100 là những con chip vô cùng mạnh, nhưng mà nói về cái sự toàn diện thì nó sẽ không bằng so với lại Redmi Note 13 Pro ở khoảng thiết kế, ở khoảng thiết kế thôi. Máy thì mình đã thấy là cũng tương đối nóng rồi đấy. Con này nó sử dụng mặt lưng kính cho nên là cái khả năng truyền nhiệt của nó cũng tương đối là tốt. Khả năng tản nhiệt đấy, so với lại mặt lưng nhựa. Cảm thấy nóng xung quanh khu vực camera này nhưng mà mình vẫn chưa đo được. Áo. Lao lên cái một tí, bây giờ nói chung là cũng gọi là đủ đồ rồi. Ui, lướt ghê. Rẻ nha, rẻ nha. Nói chung là chơi từ đầu đến cuối rất là mượt các bạn nhé. Bạn nào mà mua về để mà chơi những cái tựa game mobile như thế này thì rất ok luôn. Ui, cái thằng... Đấy, combat trực tiếp đông vui như thế này. Có đâu, ok, win. Nó cho ra một trải nghiệm rất là mượt mà các bạn nhớ, từ đầu đến cuối. Mới đầu vào thì nó bị khựng vài ba chỗ. Tuy nhiên thì xét ở trên tổng thể chơi từ đầu đến cuối thì mình thấy nó rất là mượt. Máy nó cũng vừa phải chứ nó không có bị nóng quá là nhiều các bạn à. Kiểu cảm giác nó ấm ấm thôi ấy. Chứ còn nhiệt độ ở đây thậm chí nó còn chưa lên là 40 độ nữa cơ. Đấy, cho cái nhiệt độ phòng đang là 27 độ như thế này. Và mình đã test là trong vòng hơn 10 phút như thế. Đó là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Còn bạn nghĩ sao? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.